Hội đồng xét xử đã triệu tập bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam đang chấp hành án tù và dù không kháng cáo đến phiên xử để làm rõ một số tình tiết của vụ án. Bà Nguyễn Phương Hằng mặc cả bộ màu trắng, cười tươi hạnh phúc khi gặp các nhân viên của mình. Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xử phúc thẩm vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm thực hiện. Phiên tòa được mở do có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của ông Đặng Anh Quân, ông Huỳnh Công Tân, bà Nguyễn Thị Mai Nhi, bà Lê Thị Thu Hà và kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Đặng Thị Lan, bà Đặng Thị Hàn Ni. Bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam đang chấp hành án tù và dù không kháng cáo nhưng vẫn được tòa phúc thẩm triệu tập đến phiên xử để làm rõ một số tình tiết của vụ án. Bà Hằng được cảnh sát áp giải đến tòa. Bà mặc áo trắng và cười rất tươi. Phiên tòa bắt đầu, hội đồng xét xử thông báo trong vụ án có hai người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có kháng cáo là bà Đinh Thị Lan và bà Đặng Thị Hàn Ni. Bà Lan có mặt tại tòa, còn bà Ni có đơn xin xét xử vắng mặt. Do bà Nguyễn Phương Hằng không có kháng cáo, nên nếu xét thấy cần thiết tòa sẽ xét hỏi bà Hằng. Từ đó, chủ tọa yêu cầu cảnh sát hỗ trợ tư pháp đưa bà xuống hàng ghế phía sau ngồi. Tại phần thủ tục, bà Đinh Thị Lan đề nghị đổi một thành viên trong hội đồng xét xử vì cho rằng thẩm phán này gây khó dễ cho bà. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử cho rằng nội dung yêu cầu thay đổi thành viên hội đồng xét xử với lý do như bà Lan đưa ra là không thuộc trường hợp quy định tại Điều 49, Điều 53 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự nên không chấp nhận yêu cầu của bà Lan. Bà Nguyễn Phương Hằng kể hoàn cảnh quen ông Đặng Anh Quân. Bà cho biết bản thân tôi là người đã trưởng thành, tôi chịu trách nhiệm với tất cả những gì tôi làm. Tôi biết thầy Quân qua kênh YouTube Bánh Mì Đây. Lúc này thầy Quân đang bị Hàn Ni tấn công, gửi đơn yêu cầu không cho thầy Quân dạy. Tôi cảm thấy đồng cảm với thầy Quân vì tôi cũng đang bị Hàn Ni tấn công nên tôi mời thầy Quân tham gia livestream. Thầy Quân là người hiểu luật nên thầy Quân có thể nói chắc hơn tôi về quy định pháp luật, bà Hằng đánh giá. Khi được hỏi về việc trước đây bà từng bị Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 7,5 triệu đồng về phát ngôn trên mạng, bà Hằng cho biết: "Tôi không cho thầy Quân biết và tôi âm thầm đi đóng phạt ngay tức khắc. Về việc có bàn bạc với ông Đặng Anh Quân trước khi livestream không?" Bà Hằng nói: "Tôi cảm thấy tôi với thầy Quân có trình độ ngang nhau, có chung sở thích nói chuyện, ca hát, chứ không bàn bạc gì khác. Bản thân tôi là người hiểu biết, không phải tự nhiên tôi đi xúc phạm người khác." Ông Đặng Anh Quân, 43 tuổi, cựu giảng viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng bản án 2 năm 6 tháng tù tòa áp dụng đối với mình là quá nặng. Tại phiên sơ thẩm, bị cáo nói không phạm tội. Bị cáo Quân cho biết giữ nguyên kháng cáo, đề nghị tòa phúc thẩm xem xét các chứng cứ, tài liệu, xin được giảm nhẹ hình phạt. Theo bị cáo, các tình tiết trong cáo trạng và bản án sơ thẩm khác với lời khai của mình và của bà Hằng. Ví dụ, như bản án này cho rằng bị cáo cùng quan điểm cùng ý chí với bà Hằng là không đúng. Tôi chỉ cùng quan điểm việc phản biện xã hội và mục đích livestream của tôi là phản biện xã hội, cựu giảng viên trường luật nói. Về kết luận giám định video, bị cho là xúc phạm nghệ sĩ Hoài Linh, ông Quân giải thích. Bị cáo chỉ phân tích bài báo, nhưng những clip đưa đi giám định bị xáo trộn trật tự, cắt ghép từ nhiều nguồn YouTube khác nhau. Bị cáo đã cung cấp các vi bằng chứng minh nhưng không được cấp sơ thẩm xem xét. Trả lời thẩm vấn viện kiểm sát sau đó, ông Quân cho biết đã xem các buổi livestream của bà Hằng về từ thiện từ tháng 3 đến tháng 6 nhưng đến tháng 10 mới tham gia. Mục đích là muốn lên tiếng dưới góc độ pháp lý về các vấn đề bà Hằng nói. Để làm rõ hành vi đồng phạm của ông Quân, đại diện viện kiểm sát đọc lại nội dung phát ngôn của bà Hằng trong một số buổi livestream. Ông Quân thừa nhận là xúc phạm người khác. Tại sao bị cáo không giải thích cho bà Hằng đây là hành vi vi phạm pháp luật? Viện kiểm sát hỏi. Ngập ngừng một lúc, cựu giảng viên trường luật trả lời. Bản chất chị Hằng không phải như vậy. Bị cáo là nhà giáo, sẽ dùng các biện pháp từ từ để khuyên nhủ. Tuy nhiên, ông Quân sau đó nói, ngay cả gia đình chị Hằng còn không cản được chị thì bị cáo cũng không cản nổi. Và cho biết từng góp ý với bà Hằng làm đơn tố cáo những người đã xúc phạm bà, thay vì nói trên livestream. Hội đồng xét xử gọi bà Hằng hỏi, có ý kiến về các hành vi trong vụ án hay không? CEO công ty Đại Nam không trả lời thẳng vào câu hỏi. Nói rằng, tôi hạnh phúc nhất là lúc này đứng trước tòa mà không chống án. Ở phiên sơ thẩm, tôi không được nói. Chủ tọa ngắt lời, nhắc lại câu hỏi, đề nghị bà Hằng trả lời thẳng vào vấn đề. Bà Hằng cho biết,
không có vấn đề gì về lời khai của các bị cáo. Sau đó bà nói, tôi có tội nhưng vẫn có công. Tòa án là nơi tất cả công dân đặt niềm tin vào. Nhưng thẩm phán, luật sư, mọi người chỉ xoay quanh tội danh mà quên hết các công sức của tôi. Tôi đã hết lòng trong công tác từ thiện. Trả lời xét hỏi của các luật sư bào chữa cho các bị cáo sau đó, bà Hằng cho biết, xem YouTube biết thầy Quân bị tấn công, cảm thấy đồng cảm dù không quen biết trước đó. Việc mời thầy Quân tham gia livestream là vì thấy ông hiểu biết pháp luật. Nội dung nói trong các buổi trực tuyến không bàn bạc trước, chủ yếu là cùng sở thích ca hát tâm sự với nhau. Khi luật sư đặt vấn đề, liệu ông Quân có thể ngăn cản được các phát ngôn của bà hay không? Bà Hằng thẳng thừng, không ai có thể ngăn cản tôi. Về quá trình thực hiện hành vi phạm tội, bà Hằng nhắc lại quan điểm đã trình bày tại phiên sơ thẩm, cho rằng bản thân đã trở thành tội phạm dù trước đó là nạn nhân. Tôi vô cùng ân hận vì không hiểu pháp luật, không biết đến luật an ninh mạng. Nếu trước đó công an nhắc tôi về luật này thì tôi đã dừng, bà Hằng cho hay. Nêu quan điểm về vụ án, đại diện Viện Kiểm sát xác định ông Quân có hành vi tương tác với bà Hằng trong các buổi live stream, cổ vũ tinh thần, tiếp thêm ý chí cho bà thực hiện hành vi phạm tội. Tại tòa phúc thẩm, bị cáo thừa nhận tham gia nhưng cho rằng không chịu trách nhiệm đối với các phát ngôn vi phạm của bà Hằng là không đúng. Với học vị tiến sĩ luật, bị cáo biết bà Hằng vi phạm pháp luật nhưng không ngăn cản, không tỏ thái độ phản đối còn tương tác giúp sức. Đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm, cho rằng đủ căn cứ xác định bị cáo là đồng phạm của bà Hằng. Việc ông Quân không thừa nhận phạm tội là thể hiện không ăn năn hối lỗi. Đối với kháng cáo của các bị cáo khác và người có quyền, nghĩa vụ liên quan, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng bản án sơ thẩm đã tuyên đúng. Từ đó, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử bác toàn bộ kháng cáo. Hồi tháng 9 năm ngoái, bà Hằng bị Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử sơ thẩm tuyên 3 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Bà chấp nhận mức án, không kháng cáo và đã thi hành án. Bản án sơ thẩm xác định từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, bà Hằng và 4 đồng phạm đã thực hiện 57 buổi livestream tại nhà riêng trên đường Nguyễn Thông, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh và khu du lịch Đại Nam, Bình Dương, với nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín của ca sĩ Vy Oanh, Đàm Vĩnh Hưng, nghệ sĩ Hoài Linh, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên, nhà báo Hàn Ni, nhà báo Đức Hiển. Trong đó, bà Hằng đã mời tiến sĩ luật Đặng Anh Quân tham gia 11 buổi livestream với vai trò cố vấn pháp lý để tăng độ tin cậy cho những phát ngôn của mình. Theo tòa, bị cáo Hằng có vai trò chủ mưu khởi xướng, Nhi, Tân, Hà là đồng phạm giúp sức. Hành vi của các bị cáo vi phạm luật an ninh mạng và nghị định 72/2013 NĐ-CP gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, bản án sơ thẩm xác định các bị cáo Đặng Anh Quân, Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Mai Nhi phạm tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền và lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân là đúng người, đúng tội, không oan sai. Trong vụ án, các bị cáo Nhi, Hà, Tân phạm tội với vai trò giúp sức cho bị cáo Nguyễn Phương Hằng. Các bị cáo kháng cáo xin được hưởng án treo. Tuy nhiên, các bị cáo Nhi, Hà, Tân có hai tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nên kháng cáo không có cơ sở chấp nhận. Đối với bị cáo Đặng Anh Quân, kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng nội dung kháng cáo xin xem xét nhiều chứng cứ chưa được xem xét. Đại diện Viện Kiểm sát cấp cao đánh giá, ông Quân có trình độ, hiểu biết pháp luật, có học vị là tiến sĩ luật nhưng không giải thích cho bà Phương Hằng. Việc ông Quân tham gia các buổi livestream cùng bà Phương Hằng đã cổ vũ tinh thần, tiếp thêm ý chí cho bị cáo Nguyễn Phương Hằng phạm tội, nên có cơ sở xác định ông Quân đồng phạm với bà Phương Hằng. Xét kháng cáo của bà Đinh Thị Lan, bà Đặng Thị Hàn Ni, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng hành vi của các bị cáo đã thỏa mãn dấu hiệu nhiều tội. Trong đó có tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền và lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trong đó, tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền và lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân là tội nặng hơn hai tội còn lại nên đã thu hút vào một tội. Đối với tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền và lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, kháng thể bị xâm phạm là trật tự quản lý hành chính trên 10 cá nhân được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là đúng. Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, việc tách vấn đề bồi thường nếu có yêu cầu là hợp lý. Ngoài ra, yêu cầu bồi thường của bà Lan vượt quá giới hạn xét xử
nên đề nghị hội đồng xét xử tách thành vụ án khác nếu có yêu cầu. Mặc dù chấp nhận bản án 3 năm tù giam và đã đi thụ án, nhưng bất ngờ, tại phiên phúc thẩm ngày 4 tháng 4, bà Nguyễn Phương Hằng được giảm án từ 3 năm tù xuống còn có 2 năm 9 tháng tù giam, giảm 3 tháng tù. Việc cấp phúc thẩm bất ngờ giảm án cho bà Nguyễn Phương Hằng, dù bà này không có kháng cáo, viện kiểm sát không kháng nghị khiến nhiều người thắc mắc liệu việc giảm án này có đúng luật hay không. Luật sư Trần Đình Dũng, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho hay, căn cứ vào điều 345 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, trong vụ án hình sự khi xét xử phúc thẩm, ngoài việc xem xét các phần có kháng cáo, các phần có kháng nghị, tòa án phúc thẩm còn có thẩm quyền xem xét thêm các phần khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị. Vì vậy, dù bà Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo về mức án của mình ở bản án sơ thẩm, nhưng xét thấy có một số yếu tố có căn cứ giảm án cho bị cáo và cần thiết khi cấp phúc thẩm xem xét tuyên giảm án. Đây là quyền luật định của hội đồng xét xử phúc thẩm thực hiện khi cần thiết. Như vậy, mặc dù bị cáo không kháng cáo, nhưng tòa phúc thẩm vẫn có thể giảm án là đúng theo quy định pháp luật. Thẩm quyền cấp phúc thẩm không chỉ nằm trong phạm vi đưa ra tranh tụng tại phiên tòa phúc thẩm những vấn đề có kháng cáo kháng nghị, mà còn xem xét toàn diện vụ án để nếu cần thiết sẽ tuyên xử trong bản án phúc thẩm. Trước đó tại phiên phúc thẩm, dù không có kháng cáo nhưng bà Nguyễn Phương Hằng vẫn xin được giảm án. Dù bị cáo không kháng cáo nhưng bị cáo mong hội đồng xét xử hãy công tâm. Bị cáo là người vợ tốt, người mẹ tốt, công dân tốt của xã hội. Bị cáo mong hội đồng xét xử giảm nhẹ cho bị cáo dù một ngày, một tháng bị cáo cũng thấy hạnh phúc. Xin tòa hãy cho bị cáo một chút danh dự, bà Hằng trình bày. Hội đồng xét xử nhận định, dù bị cáo Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng bị cáo đã nộp tiền án phí, khắc phục hậu quả nên đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo là có căn cứ. Vì vậy, cấp phúc thẩm đã giảm cho bị cáo 3 tháng tù. Bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt tạm giam vào ngày 24 tháng 3 năm 2022. Tính đến thời điểm ngày 6 tháng 4 năm 2024 thì bị cáo đã chấp hành được 2 năm 12 ngày. Theo truy tố, từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, bà Nguyễn Phương Hằng sử dụng các nền tảng mạng xã hội như YouTube, Facebook, TikTok để thực hiện các buổi live stream phát trực tiếp. Bà Hằng đã phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của 10 người, gồm nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vi Oanh, bà Đặng Thị Hàn Ni, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Dầu, bà Trương Việt Hà. Quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng khai rằng đã nằm mơ tham khảo trên mạng không rõ nguồn gốc, thông tin liên quan đến đời tư của các cá nhân. Bà Hằng cũng thừa nhận các thông tin này chưa được kiểm chứng, không có căn cứ xác định. Quá trình mở rộng điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố thêm tiến sĩ luật, giảng viên Đặng Anh Quân cùng 3 người là Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân. Mặc dù không có mâu thuẫn với các cá nhân trên, nhưng do là nhân viên và hưởng lương nên bị can Nhi, Hà, Tân đã thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho bị can Hằng thực hiện hành vi phạm tội. Trong 11 buổi live stream, từ ngày 9 tháng 10 năm 2021 đến 22 tháng 3 năm 2022, bà Nguyễn Phương Hằng có những phát ngôn xúc phạm đến các cá nhân đều có sự tham gia của bị can Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật, giảng viên trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh. Về diễn biến quá trình tố tụng vụ án bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm, ngày 24 tháng 3 năm 2022, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích của cá nhân. Ngày 24 tháng 4 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng sau khi xác minh, làm rõ 6 đơn thư tố giác tội phạm của bà Đặng Thị Hàn Ni, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan. Ngày 6 tháng 5 năm 2022, Công an tỉnh Bình Dương kiến nghị Bộ Công an chấp thuận cho nhập vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng đến Công an thành phố Hồ Chí Minh để điều tra. Tháng 9 năm 2022, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trả hồ sơ để Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra bổ sung vụ án. Ngày 3 tháng 11 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị truy tố Nguyễn Phương Hằng về tội
lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Tháng 11 năm 2022, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trả hồ sơ vụ án lần thứ hai, đề nghị làm rõ về vai trò của những người có liên quan, giúp sức tích cực cho bà Hằng. Ngày 1 tháng 12 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh tạm hoãn xuất cảnh đối với 3 bị can, gồm Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định 3 bị can này có vai trò đồng phạm giúp sức cho bà Nguyễn Phương Hằng livestream xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự nhiều cá nhân. Tháng 2 năm 2023, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định trả hồ sơ lần thứ 3 để điều tra bổ sung vụ án. Ngày 24 đến ngày 25 tháng 2 năm 2023, Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân với nhà báo Đặng Thị Hàn Ni, luật sư Trần Văn Sĩ, tiến sĩ Đặng Anh Quân. Ngày 5 tháng 5 năm 2023, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng thêm 60 ngày để chờ xét xử. Ngày 10 tháng 5 năm 2023, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định đưa vụ án Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm cùng tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân ra xét xử sơ thẩm từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 6 năm 2023. Ngày 31 tháng 5 năm 2023, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị điều tra bổ sung 3 nội dung. Đáng chú ý là hai yêu cầu làm rõ hành vi của ông Huỳnh Uy Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam, có đồng phạm với bà Nguyễn Phương Hằng hay không. Khi có những lần ông Dũng cùng tham gia các buổi livestream ở Công ty Đại Nam ở nhà, đề nghị làm rõ hành vi có dấu hiệu làm nhục, vu khống người khác theo điều 155, 156 Bộ luật Hình sự. Trước đó vào ngày 1 tháng 3, phiên tòa xét xử bà Hàn Ni là luật sư nhà báo Hàn Ni, ông Trần Văn Sĩ, luật sư, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo quyết định, vụ án dự kiến được xét xử trong một ngày. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố phân công 3 kiểm sát viên tham gia phiên tòa. Bị cáo Đặng Thị Hàn Ni có 3 luật sư bảo chữa, bị cáo Trần Văn Sĩ có 2 luật sư. Tòa cũng triệu tập bị án Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam tỉnh Bình Dương đang thụ án 3 năm tù, tới tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Theo đó, bị cáo Hằng hiện vẫn đang thi hành án 3 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân vì xúc phạm danh dự, uy tín 10 cá nhân, trong đó có nhà báo Hàn Ni và nhiều nghệ sĩ. Tuy nhiên, phía Nguyễn Phương Hằng đã có đơn xin vắng mặt. Cáo trạng xác định xuất phát từ mâu thuẫn trong các buổi livestream của Nguyễn Phương Hằng. Hai bị cáo đã lợi dụng tư cách nhà báo, luật sư để thu thập thông tin, biên tập nội dung, ghi hình và lợi dụng môi trường không gian mạng đăng, phát biểu video có thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng trái quy định pháp luật. Thông tin có nội dung bịa đặt, sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm cá nhân bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Cổ phần Đại Nam và Quỹ Từ Thiện Hằng Hữu đều do bà Hằng làm giám đốc. Bị cáo Đặng Thị Hàn Ni đã ghi hình và phát lên mạng vào ngày 3 tháng 9 năm 2021 với tiêu đề Bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật hay không? Để phản biện lại những nội dung bà Hằng nói không đúng về việc bị cáo Hàn Ni tống tiền doanh nghiệp là bồ của ông TTC. Bà Hàn Ni cho biết trong ngày 3 tháng 9 năm 2021, bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam đã đưa các thông tin tiêu cực về mình. Các thông tin này gây ảnh hưởng đến bà Hàn Ni và nơi làm việc. Sau đó, bà Hàn Ni mới tìm hiểu thông tin về bà Nguyễn Phương Hằng từ báo chí chính thống và đăng tải trên các trang Facebook cá nhân, chứ không đưa thông tin lên kênh YouTube. Bà Đặng Hàn Ni cho rằng, những thông tin mà bà Hàn Ni đưa về bà Nguyễn Phương Hằng là dựa trên thông tin đã công khai trên báo chí, nên không nghĩ rằng đó là bí mật cá nhân. Nhận thức của bị cáo là nói về những việc có thể là sai, nhưng nếu sai, có rất nhiều con đường xử lý. Có thể hành chính, có thể dân sự, nhưng bị cáo vẫn chưa hiểu vì sao ở đây lên đến hình sự. Và chỉ hành vi như vậy thì bị cáo rất hối hận cho bản thân mình. Bà Hàn Ni khai trước tòa. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã phát biểu quan điểm luận tội và đề nghị
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Hàn Ni 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù, đề nghị tuyên phạt bị cáo Trần Văn Sĩ từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.